Mình chia tay đi. Ủa, chuyện gì vậy trời? Em có người yêu mới rồi. Thì em chia tay nó đi, mắc cái giống gì chia tay anh. Anh ngồi chơi Gundam, chơi game Switch, nó cứ trẻ con quá. Người yêu mới của em trưởng thành hơn nhiều. Sao? 2000 years later. Wow. Wow. Em à, nhờ có sự chia tay phũ phàng của em mà giờ đây anh đã biết thế nào là trưởng thành. Từ giờ không còn ai có thể nói anh là đứa trẻ con nữa. Em nên nhớ sống ở đời, đừng bao giờ coi thường người khác.